Nho thân gỗ thì có bao nhiêu loại, đặc điểm của từng loại này như thế nào và hương vị của chúng ra sao? Thì trong cái video này, nhà vườn Học Lâm sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả những cái thông tin mà các bạn cần biết về các loại nho thân gỗ hiện nay đang có mặt tại thị trường Việt Nam, đặc điểm và cách phân biệt từng loại nho thân gỗ này như thế nào các bạn nhé. Ở trên thế giới hiện nay thì có rất nhiều cái loại nho thân gỗ khác nhau. Tuy nhiên đấy thì tính tới thời điểm hiện tại có 5 cái dòng nho thân gỗ chính được nhập khẩu về Việt Nam. Đó chính là cây nho thân gỗ thường, nho thân gỗ tứ quý, nho thân gỗ 12 vụ, nho thân gỗ kim cương và loại cuối cùng đó chính là cây nho thân gỗ vàng. Tất cả những cái loại nho này thì đều được bên mình nhập khẩu trực tiếp từ bên nước ngoài về với cái số lượng rất là lớn. Nên là đảm bảo với các bạn là về cái giá thành cũng như là cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường hiện nay. Tính từ năm 2010, 2011 là những năm đầu tiên bên mình nhập khẩu cái dòng nho thân gỗ này về Việt Nam. Đến cái thời điểm hiện tại thì bên mình đã nhập khẩu về hơn 100 vạn cây giống nho thân gỗ kích thước lớn nhỏ các bạn nhé. Đây là những cái cây giống nho thân gỗ mà bên mình nhập khẩu trực tiếp từ bên nước ngoài về, hay những cái cây cổ thụ lâu năm như thế này, đường kính gốc của nó dao động từ 15 đến 20 phân, hay là những cái dòng nho thân gỗ bonsai ôm đá rất là đẹp như này, thì bên mình đều có số lượng rất là nhiều và rất nhiều cái chủng loại kích thước khác nhau. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn từng cái loại nho thân gỗ hiện tại đang có mặt tại nhà vườn mình các bạn nhé. Loại nho thân gỗ đầu tiên mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cái dòng nho thân gỗ thường, là cái loại nho thân gỗ đầu tiên mà bên mình nhập khẩu về Việt Nam. Đấy, đặc điểm của giống nho thân gỗ thường này thì cái quả của nó khi chín ấy, nó sẽ chuyển sang màu đen tuyền như này các bạn nhé, đấy, đen bóng, cái vỏ của chúng rất là bóng. Các bạn nào mà đã tìm hiểu về cái giống nho thân gỗ này thì có thể nhận thấy rằng cái giống nho thân gỗ thì rất là dễ trồng và chăm sóc các bạn nhé. Khác với những loại nho leo giàn đòi hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc khá là cao, không phải khu vực nào cũng trồng được, thì cái giống nho thân gỗ La Mỹ này nó có đặc điểm là rất dễ trồng và chăm sóc bạn nhé, tốn rất là ít công chăm sóc thôi. Các bạn có thể trồng chậu, thùng xốp, ban công, sân thượng đều được, cả ba miền Việt Nam thì đều trồng được bạn nhé. Những cây nho thân gỗ cổ thụ lâu năm như thế này thì một vụ có thể cho thu hoạch vài nghìn trái trên một cây bạn nhé, cây rất là sai quả. Thì ngoài cái công dụng để ăn quả ra thì cái giống nho thân gỗ này các bạn có thể sử dụng để ngâm rượu bạn nhé. Cái giá thành rượu nho trên thị trường hiện nay nó cũng rất là cao. Chính vì vậy thì giống nho thân gỗ này hiện nay cũng đã được rất nhiều người lựa chọn trồng làm giống cây trồng kinh tế các bạn nhé, đem lại cái giá trị hiệu quả kinh tế cao ở rất nhiều vùng miền trên cả nước. Cây nho thân gỗ mà mình đang giới thiệu cho các bạn thì nó có cái tuổi đời lên tới vài chục năm tuổi rồi các bạn nhé. Đấy, nó cao khoảng tầm 4 mét rưỡi đến 5 mét. Cái đường kính gốc thì nó dao động khoảng từ 15 đến 20 phân tùy từng cây. Cái hoành của nó cũng dao động từ 50 đến 60 phân các bạn nhé. Đây là những cái cây nho thân gỗ lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Các bạn mà cần sưu tầm cái giống nho thân gỗ về trồng hay là cần tư vấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm, chuyên cây giống ngoại nhập. Số điện thoại hotline Zalo bên mình là 0968 750 386. Chỉ từ 2 đến 3 ngày là các bạn có thể nhận được cây rồi. Bên mình có hỗ trợ gọi video cho các bạn chọn cây luôn nhé. Các bạn chọn cây nào thì bên mình sẽ gửi cho các bạn cây đó. Đặc điểm của cái giống nho thân gỗ thường ấy, tuy ra rất nhiều lứa quả rồi, tuy nhiên thân của chúng vẫn nhẵn các bạn nhé. Lá thì nó đều nhau và nhỏ hơn so với những cái dòng nho thân gỗ khác. Thì các bạn có thể sử dụng đặc điểm này để phân biệt giữa các loại nho thân gỗ. Lá của nó thì chiều dài nó chỉ dao động khoảng từ 1 phân rưỡi đến 2 phân thôi. Loại nho thứ hai mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây nho thân gỗ tứ quý. Cái loại nho này thì đang được rất nhiều người trồng bởi vì quả nó ra quanh năm các bạn nhé. Nho thân gỗ tứ quý thì khi chín nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ lâu các bạn nhé. Từ khi cây ra hoa đến lúc chín và chúng ta có thể thu hoạch được thì cái thời gian nó kéo dài trong khoảng tầm 1 tháng. Đấy, như các bạn có thể thấy thì quả nó sẽ mọc thành chùm sát thân như này. Đấy, mọc chi chít luôn. Cây càng lâu năm thì ra hoa đậu quả càng nhiều. Đấy, như các bạn có thể thấy là các đứa hoa này, quả xanh này, quả nhỏ này, quả chín này, nó hình thành gối tiếp nhau. Hoa nho thân gỗ thì nó có màu trắng luôn đấy. Trong quá trình phát triển thì cái lớp vỏ da bên ngoài của cây nho thân gỗ nó sẽ bong ra các bạn nhé. Đấy. Đặc điểm của giống nho thân gỗ tứ quý này thì nó khác cái dòng nho thường rồi đấy. Sau mỗi vụ quả thì khi chúng ta thu hoạch thì nó để lại những cái vết sẹo ở trên cây. Đấy, cây càng lâu năm thì nó sẽ càng có những cái vết sẹo nổi lên rất là rõ như này. Cái dòng nho thường ấy thì thân nó nhẵn hơn các bạn đấy. Như mình có giới thiệu cho bạn lúc ban đầu đấy. Cây mà mình đang giới thiệu cho các bạn ấy thì cái hoành của nó dao động từ 25 đến 30 phân. Giá của nó hiện nay ấy, thì nó dao động khoảng từ 25 đến 30 triệu một cây như này rồi đấy. Đấy, cây nó cao khoảng tầm 2 mét rưỡi, cái bề rộng tán thì nó cũng dao động khoảng tầm 2 mét. Đấy, có thấy là hoa quả rất là sai. Bên mình đang tiến hành thu hoạch để ngâm rượu ấy này.
quả nó ra quanh năm liên tục vậy, rất là dễ trồng và chăm sóc. Giá cây giống hiện nay ấy, thì nó dao động khoảng từ hơn 100.000 đồng một cây, tùy từng kích thước và độ tuổi của cây luôn nhé. Cây đang có hoa có quả mà nó bắt đầu ra quả rồi ấy, thì giá nó dao động khoảng từ hơn 1.000.000 đồng là các bạn có thể sở hữu được một cái cây nho thân gỗ nó bắt đầu ra quả rồi. Đấy, bên mình thì có đủ chủng loại kích thước khác nhau vậy nhé. Các bạn mà có nhu cầu thì cứ liên hệ tới vườn nhà mình theo số điện thoại là 0968 750 386. Đây là cây giống nho thân gỗ tứ quý hiện tại đang có vườn nhà mình vậy nhé. Đấy, cây đang phát triển rất là tốt. Nó trồng trong cái bầu dinh dưỡng rất là nhẹ thôi, tuy nhiên nó vẫn cung cấp đầy đủ với chất dinh dưỡng để cây nó phát triển. Cây nó cao khoảng tầm 40 phân các bạn nhé. Đấy. Cây này các bạn trồng thì khoảng tầm gần 2 năm thì cây bắt đầu có thể ra quả rồi. Còn đây là cây nho thân gỗ tứ quý choai các bạn nhé. Đấy, cây này hiện tại vườn nhà mình thì nó cao khoảng tầm 70-80 phân. Cái đường kính gốc thì nó dao động khoảng tầm gần 1 phân rồi. Cây này các bạn trồng thì khoảng tầm hơn 1 năm thôi thì cây bắt đầu ra trái. Còn đây là cây nho thân gỗ 5 năm tuổi hiện tại bên mình vậy nhé. Cây này nó cao khoảng tầm 1,5 m, tán tròn đều, tán của nó cũng được khoảng tầm 1,5 m rồi. Cái đường kính gốc nó cũng được khoảng từ 4 đến 5 phân các bạn nhé. Quả ra rất là nhiều, mọc từng chùm một các bạn này. Các bạn có thể lựa chọn cái cây nho thân gỗ này vừa làm cây ăn quả vừa làm cây cảnh để hội nhé. Quả của nó ra rất là sai. Loại nho thứ ba mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây nho thân gỗ 12 vụ. Khi chín thì quả sẽ chuyển sang màu đỏ như này. Đấy, các bạn thấy là nó có cái màu đỏ tươi luôn nhé, tượng trưng cho sự may mắn. Cái giống nho này thì mới du nhập về Việt Nam trong khoảng tầm 2 năm gần đây thôi. Cái giá thành của nó cũng cao hơn so với cái dòng nho thường và nho thân gỗ tứ quý. Mỗi loại nho thân gỗ thì nó lại có cái hương vị khác nhau, tùy thuộc vào cái khẩu vị của mỗi người. Để mà nhận xét rằng cái loại nho thân gỗ nào ngon nhất thì cũng rất là khó nhé. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo những cái dòng nho này để làm đa dạng cái khuôn viên gia đình mình. Vì là một cái dòng cây ưa sáng, chính vì vậy để cho cây ra hoa được quả nhiều thì các bạn nên trồng cây ở những cái vị trí mà cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cây các bạn nhé. Đồng thời thì những cái cành thăm cành nhỏ như thế này thì các bạn nên cắt tỉa hết đi. Khi đó ánh sáng chiếu vào thân cây thì cái tỷ lệ cây nó ra hoa và đậu quả nó sẽ nhiều hơn các bạn nhé. Đấy, những cái cành thăm cành nhỏ các bạn cắt tỉa hết đi cho mình thì sau đó thì cây nó sẽ ra hoa đậu quả rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy cái cây này thì nó cũng đã bắt đầu ra hoa cái lứa mới rồi. Đấy, cũng đã rất là nhiều hoa các bạn nhé. Quả nho thân gỗ 12 vụ này thì cái đường kính quả thì nó dao động khoảng từ 2,5 phân đến 3 phân. Cái quả mà mình đang cầm trên tay đây thì nó chưa chín hẳn các bạn nhé. Khi chín ấy thì cái vỏ quả nó sẽ chuyển hoàn toàn sang màu đỏ. Quả này thì 2 ngày nữa là chúng ta có thể tiến hành thu hoạch được các bạn nhé. Tuy nhiên ấy, thì cái thời điểm hiện tại ấy cũng rất là ngọt rồi. Đấy, cái ruột bên trong rất là mọng nước và như một lớp thạch các bạn. Cây nho thân gỗ thì nó không đòi hỏi quá nhiều cái sự chăm sóc của các bạn đâu nhé. Nếu mà các bạn chăm sóc tốt quá, bón nhiều phân quá thì nhiều khi là cây nó sẽ tập trung nó phát triển cái bộ lá và nó sẽ ra hoa đậu quả rất là ít. Chính vì vậy thì một năm các bạn chỉ nên bón phân cho cây khoảng từ 3 lần thôi sau mỗi vụ thu hoạch các bạn nhé. Chúng ta không nên bón phân trong cái giai đoạn cây nó ra hoa. Thời điểm đó thì nếu mà các bạn bón phân thì nó sẽ làm giảm cái khả năng đậu quả của cây. Đây là những cái cây nho 12 vụ trưởng thành bên mình nhé. Đấy, cây nó cao khoảng tầm 1,3 đến 1,5 m tùy từng cây. Cái đường kính gốc thì nó dao động từ 2 đến 3 phân các bạn nhé. Các bạn thấy này, quả ra rất là nhiều, chi chít từ dưới gốc lên ngọn luôn. Cái cây này bên mình cũng chỉ trồng trong cái bầu vải thôi, nhưng mà có thể thấy thì cái bầu vải này nó cao khoảng tầm 30 phân, rộng khoảng tầm 35-40 phân nhé. Đấy, tuy nhiên thì cây vẫn sinh trưởng và phát triển rất là tốt, ra quả rất là nhiều. Bạn nào mà ở những khu vực thành phố lớn mà muốn trồng cây ăn quả ở ban công sân thượng thì có thể sưu tầm cái giống nho thân gỗ này. Nó vừa có khả năng chịu nắng chịu hạn tốt, đồng thời thì nó cũng không tốn diện tích vậy nhé. Còn đây là cây giống nho thân gỗ 12 vụ hiện tại đang có vườn nhà mình. Cây đã cao khoảng tầm 35-40 phân. Đấy, tán cũng rất là rộng rồi. Ngoài ra thì bên mình còn rất nhiều kích thước khác nhau. Các bạn mà cần tìm hiểu chi tiết thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình. Bên mình sẽ gửi ảnh và báo giá từng loại cho các bạn nhé. Như mình có giới thiệu với các bạn thì cái giống nho thân gỗ này thân của chúng rất là mềm, nên là các bạn có thể uốn bonsai theo với ý muốn sở thích của mình. Như bạn có thể thấy đây thì cái giống nho thân gỗ này, những cây nó lâu năm thì quả của nó có thể mọc từ rễ mọc ra. Cùng một kích thước và chủng loại thì những cây nho thân gỗ bonsai này nó có giá thành cao hơn khoảng tầm gấp 2 lần so với những cây nho thông thường khác bạn nhé. Đấy, quả ra từ dưới rễ lên tới ngọn. Cái gốc nho thân gỗ ôm đá này hiện nay thì giá thành nó lên tới khoảng tầm vài chục triệu một cây bạn nhé. Cây này bên mình ấy, được 15 năm tuổi thì bạn nhé. Nó cao khoảng tầm gần 2 m. Cái đường kính gốc thì nó dao động từ 5 đến 6 phân các bạn nhé. Đấy, quả bắt đầu chín này, màu đỏ rất là đẹp, chắc lứa hoa đã bắt đầu hình thành rồi. Đây là cái
cây nho thân gỗ bonsai 12 vụ bạn nhé. Cái dòng nho 12 vụ thì lá nó sẽ xanh tẫm hơn so với dòng nho thân gỗ tứ quý và nho thân gỗ thường. Đấy. Quả ra rất là sai. Và tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái loại nho thân gỗ còn lại tại vườn nhà mình. Cái loại nho thứ tư mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây nho thân gỗ kim cương. Cái giống nho thân gỗ kim cương này thì cũng mới du nhập về Việt Nam thôi. Cái đặc điểm của cái dòng nho thân gỗ kim cương này thì khi chín ấy, quả nó cũng chuyển sang màu đỏ các bạn nhé. Cái lá của nó thì rất là dài, dài nhất so với các loại nho thân gỗ hiện nay các bạn nhé. Cái chiều dài của nó dao động từ 13 đến 15 phân. Các bạn có thể sử dụng cái đặc điểm này để phân biệt so với những giống nho khác. Nó có một cái đường gân chạy dọc trục và chỉa các cân ra hai nhánh hai bên các bạn nhé. Đấy, quả khi chín ấy, thì cũng chuyển sang màu đỏ như này. Tuy nhiên đấy thì cái giống nho thân gỗ kim cương này quả của nó sẽ mọc thành chùm các bạn nhé. Một chùm thì có khoảng từ 8 đến 10 bông hoa. Đấy, những cái chùm hoa sẽ cách thân một đoạn khoảng tầm 0,5 đến 1 cm. Cây nho thân gỗ kim cương ấy thì nó cũng ra quả quanh năm vậy đấy. Còn đây là những cái cây nho thân gỗ kim cương hiện tại đang có vườn nhà mình vậy đấy. Cây này nó cao khoảng tầm 1 m. Đấy, cái đường kính gốc nó ra động khoảng tầm gần 1 phân vậy đấy. Còn đây là cây giống nho thân gỗ kim cương hiện tại đang có vườn nhà mình vậy đấy. Cây nó cao khoảng tầm 30-35 phân. Đấy, như các bạn có thể thấy thì tuy còn là cây giống thôi, tuy nhiên cái gân lá cũng nổi lên rất là rõ. Còn đây là cái loại nho thân gỗ cuối cùng mà mình giới thiệu cho các bạn, đó chính là cây nho thân gỗ quả vàng. Đấy, cái loại nho thân gỗ này thì quả của nó cũng mọc từ thân mọc ra các bạn nhé. Một chùm của nó chỉ khoảng từ 2 đến 3 quả thôi. Khi chín ấy, thì quả nó sẽ chuyển sang màu vàng. Cái giống nho này hiện nay là quý hiếm và đắt giá bậc nhất hiện nay các bạn nhé. Quả khi chín ấy, thì nó có thể đạt tới cái đường kính lên tới 5 đến 6 cm các bạn nhé. To nhất trong các loại nho thân gỗ. Rồi bên trong thì chỉ có duy nhất một hạt thôi, cùi dày mọng nước đấy, đấy là quả to gần bằng cái lòng bàn tay nhé. Cây nho thân gỗ trái vàng này thì cũng có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ, được trồng rất nhiều ở Brazil. Cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới cái chiều cao lên tới khoảng từ 5 đến 10 mét, và tuổi thọ của cây thì cũng rất là lâu năm, có những cây nó có cái tuổi đời lên tới hơn 100 năm tuổi các bạn nhé. Đây là những cái cây nho thân gỗ trưởng thành hiện tại đang có vườn nhà mình. Cây hiện tại nó cao khoảng tầm 2,5 mét, cái tán cũng rất là rộng các bạn nhé. Cái tán nó rộng khoảng tầm 2 mét rồi. Như bạn có thể thấy thì cái lá của cái cây nho thân gỗ trái vàng này thì lá nó nhẵn, cây gân lá thì nó nổi lên không rõ bằng những cái dòng nho thân gỗ khác các bạn nhé. Những cái lá non đấy thì ở bên trên lá nó có một cái lớp lông. Đấy thì các bạn có thể sử dụng cái đặc điểm này để phân biệt giữa các dòng nho thân gỗ. Cái lá nó sẽ mọc đối xứng nhau, chẻ ra hai bên như thế này. À, nhân tiện đây thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn 10 cái loại cây ăn quả nhập khẩu phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam, cho hương vị rất là thơm ngon, đồng thời thì cái giá trị kinh tế của chúng mang lại cũng rất là cao. Loại cây đầu tiên mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây bánh kem. Cây bánh kem thì có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico, cũng là một dòng cây nhiệt đới các bạn nhé. Khi chín ấy thì nó có cái trọng lượng cũng dao động từ 200 đến 250 gram một quả các bạn nhé. Ruột bên trong thì rất là mềm mịn, nó có cái màu trắng sữa như thế này. Bên trong quả thì thường có 2 đến 3 hạt. Khi ăn thì có vị của kem tổng hợp vậy nhé, rất là thơm, ngon. Bên mình cũng đã cung cấp cái cây giống bánh kem này cho các anh chị ở khắp các tỉnh thành trên cả nước và nhận được cái phản hồi rất tốt. Cây nó sinh trưởng và phát triển rất nhanh. Nếu mà các bạn trồng từ cây giống chỉ sau khoảng từ hơn 1 năm thôi thì cây nó bắt đầu có thể ra trái các bạn nhé. Cây giống là cây ghép này là nó ra hoa và đậu quả cũng rất là nhanh. Và loại cây thứ hai mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây hồng đen sô cô la các bạn nhé. Tên nước ngoài của nó thì người ta gọi nó với cái tên gọi là Black Sapote. Đấy là đặc điểm của giống hồng đen sô cô la này. Thì khi chín ấy, cái ruột bên trong của chúng rất là mềm và có cái màu lâu đen như thế này, và có đặc biệt là nó có hương vị sô cô la các bạn nhé. Cái cây hồng đen sô cô la này thì nó có cái nguồn gốc xuất xứ từ Mexico. Cái này cũng đã được trồng rất nhiều ở các nước Trung Mỹ và cũng đã du nhập về một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam các bạn nhé. Đây là những cái cây hồng sô cô la mới ra bói cái lứa đầu tiên, mới được hơn 1 năm thôi các bạn nhé. Bên mình trồng từ cây giống. Đấy, sau hơn 1 năm trồng thì cây đã bắt đầu ra quả rồi. Đấy, như bạn có thể thấy thì cây hiện tại nó cao khoảng tầm 50-60 cm, một cây cũng có thể ra khoảng từ 5 đến 8 quả các bạn nhé. Đấy, quả này khoảng tầm 2 đến 3 tháng nữa thì các bạn có thể thu hoạch được rồi. Đấy, cái giống hồng sô cô la này cũng rất là dễ trồng thôi. Các bạn đã trồng chậu khoảng từ 20 đến 30 phân, cây cũng có thể sinh trưởng và phát triển tốt rồi. Khả năng chịu nắng chịu hạn cũng rất tốt các bạn nhé. Nó là một giống cây nhiệt đới mà. Đấy. Quả hiện tại cũng to bằng gần 3 đầu ngón tay rồi các bạn nhé. Hương vị rất là đặc biệt.
một cái loại quả mà cho hương vị sô-cô-la. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây việt quất. Việt quất là một cái loại quả mà được yêu thích trên toàn thế giới, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà nó còn có rất nhiều tác dụng lợi ích tốt cho sức khỏe, ví dụ như là cải thiện trí nhớ, giảm cái lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa bệnh tim, giảm mỡ bụng, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường cái hệ miễn dịch. Là một cái dòng cây thân bụi thấp lùn, có thể trồng chậu, thùng xốp hay là tạo dáng bonsai. Cây trưởng thành có thể đạt tới chiều cao lên tới khoảng tầm 1 đến 1,2 mét các bạn nhé. Nếu mà các bạn chăm sóc tốt ấy, thì cây có thể cho thu hoạch khoảng tầm 6 kg trái trên một vụ. Đặc biệt thì cái loại cây này cũng đã được nhân giống và trồng thành công tại Việt Nam các bạn nhé. Quả việt quất thì nó mọc thành chùm như này các bạn nhé. Một chùm thì nó dao động khoảng từ 15 đến 20 quả. Đấy, khi còn xanh thì nó sẽ có cái màu xanh lõn chuối các bạn nhé. Đấy, khi chín thì nó sẽ chuyển sang cái màu xanh tím như thế này. Hiện nay thì những cái quả việt quất nhập khẩu trực tiếp từ bên nước ngoài về thì trong siêu thị họ đang bán với giá là 120-140.000 đồng một hộp, có trọng lượng khoảng tầm 125g vậy nhé, tương đương với khoảng tầm gần 1 triệu đồng trên 1kg, đấy, giá thành rất là cao. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây sung Mỹ. Quả sung Mỹ khi chín thì rất là mềm, rồi bên trong của nó thì có một cái lớp mật cậu nhé, ăn rất là ngọt, không chát như sung ta. Và đặc điểm của cái giống sung Mỹ này thì nó ra quả quanh năm vậy nhé. Cây sung Mỹ thì rất là dễ trồng và chăm sóc. Nếu các bạn trồng từ cây giống thì chỉ khoảng tầm 3 tháng sau thì cây bắt đầu ra quả các bạn nhé. Cây sung Mỹ thì có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Á. Hiện nay thì đã được trồng rộng rãi ở rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Cây trưởng thành thì có thể đạt tới cái chiều cao lên tới 1,5 đến 2 mét. Và đặc biệt thì cái cây sung Mỹ này có tuổi đời rất là cao, nó có thể lên tới 200 năm tuổi. Cây trưởng thành ấy thì một cây của nó thì có thể cho thu hoạch từ 200 đến 300 quả trên một lần thu hoạch. Quả sung Mỹ thì có trọng lượng trung bình nó dao động từ 200 đến 300 gram. Bên trong quả thì chứa rất nhiều mật ngọt, ăn có vị mềm, dai, có thể ăn trực tiếp hoặc là sấy khô đều được. Trong cái quả sung Mỹ thì nó chứa rất nhiều cái hàm lượng chất xơ, sắt, kali và cái hàm lượng vitamin rất là tốt cho sức khỏe. Đặc biệt thì kỹ thuật trồng và chăm sóc cái cây sung Mỹ cũng rất là đơn giản. Hiện nay thì cây sung Mỹ đã được trồng phổ biến ở ba miền Việt Nam, Bắc Trung Nam thì đều trồng được. Các bạn có thể trồng chậu, thùng xốp hay ban công sân thượng đều được. Bởi vì chúng có cái khả năng kháng chịu sâu bệnh rất là tốt, hầu như là tốn rất là ít công chăm sóc thôi. Đây là cái cây sung Mỹ bonsai hiện tại đang ở vườn nhà mình gọi nhé. Cây thì cái đường kính gốc của nó dao động từ 10 đến 12-13 phân. Đấy, thấy là quả ra rất là sai. Một cây như này nó có thể cho khoảng tầm hơn 100 quả nữa nhé. Đấy, những cái mầm mới mọc lên nó sẽ kèm theo quả luôn. Một cái đoạn mầm nó dài khoảng từ 15 phân như này đã cho khoảng tầm hơn 10 quả rồi. Đấy, thấy là rất là nhiều quả. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cái cây vũ sữa hoàng kim, có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan. Cái trái vũ sữa hoàng kim này nó có cái màu vàng rất là bắt mắt như này, mẫu mã rất là đẹp. Trọng lượng trái thì nó phụ thuộc vào kỹ thuật trồng và chăm sóc. Đấy, trung bình thì nó dao động khoảng từ 350g đến 400g một quả các bạn nhé. Nếu mà các bạn chăm sóc tốt ấy, thì nhiều quả nó có thể đạt tới trọng lượng lên tới 800g một quả. Một năm thì cây vũ sữa hoàng kim này cho quả 3 vụ các bạn nhé. Mỗi vụ thì có thể thu hoạch được khoảng từ 30 đến 50kg trái. Với cái giá bán hiện nay trên thị trường nó dao động khoảng từ 80 đến 100.000 đồng 1kg các bạn nhé. Hiện nay thì cây giống vũ sữa hoàng kim này cũng đã được trồng rất là rộng rãi ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Nó được xem là cái giống cây trồng mới mang lại cái hiệu quả kinh tế cao, thay dần một số loại cây mà kém hiệu quả trong nước. Đấy, các bạn thấy là màu sắc của chúng rất bắt mắt, đồng thời cái hương vị ở bên trong của chúng cũng rất thơm ngon các bạn nhé. Ruột bên trong của nó như một cái lớp thạch, nó có cái hương vị nó ngọt dịu hơn, nhưng mà nó có hương vị ngọt hơn cái quả vũ sữa ta trong nước. Đấy. Một quả thì thường có 1 đến 2 hạt. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây hồng xiêm rùa đỏ khổng lồ. Nó được xem là cái giống hồng xiêm đắt nhất trên thế giới hiện nay. Có rất nhiều website tại Việt Nam nói rằng cái cây hồng xiêm rùa đỏ khổng lồ này thì có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan. Tuy nhiên cái nguồn gốc xuất xứ thực tế của nó thì ở Mexico và các nước Trung Mỹ các nhé. Cây hồng xiêm rùa đỏ khổng lồ thì khi trưởng thành nó có thể đạt tới cái chiều cao lên tới khoảng tầm 10 mét và cho thu hoạch hàng trăm trái mỗi năm. Một khi cây ra quả thì các lứa hoa lứa quả là gối tiếp nhau các bạn nhé. Đấy, quả thì khi chín thì cũng có trọng lượng lên tới khoảng từ 2kg đến 2,5kg một quả các bạn nhé. Ruột bên trong thì chỉ có duy nhất một hạt thôi. Đây là mình cắt một quả cho bạn xem cái ruột bên trong nó như nào nhé. Đấy, khi chín thì ruột nó mềm và bên trong chỉ có duy nhất một hạt như thế này. Ăn rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Chính vì cái sự quý hiếm cùng với cái hương vị rất thơm ngon mà chúng mang lại thì cái giống hồng xiêm rùa đỏ khổng lồ này khi nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam thì giá thành cũng rất là cao, lên tới vài trăm nghìn đồng một cây giống tùy kích thước. Có những cây lên tới vài triệu,
hơn 10 triệu một cây các bạn nhé. Cái loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì cũng rất là đặc biệt, đó chính là cây chanh ngón tay. Tại sao người ta gọi nó là cây chanh ngón tay? Bởi vì cái hình dáng bên ngoài nó có hình bầu dục và thon thon dài giống như ngón tay, nên là người ta gọi đó với cái tên gọi đó. Ngoài ra nó còn có một cái tên gọi khác, đó chính là cây chanh trứng cá hồi. Bởi vì bên trong cái quả chanh này thì nó không có hạt, và nó những cái tép nhỏ của nó ấy, thì nó giống như những cái hạt trứng cá hồi. Chính vì vậy thì người ta còn gọi đó với tên là cây chanh trứng cá hồi vậy đấy. Cái giống chanh này thì cũng rất là đặc biệt. Trong những năm đầu tiên nhập khẩu những cái quả chanh thành phẩm về Việt Nam ấy, thì giá thành nó lên tới khoảng từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một kg vậy nhé. Đấy, trong những năm gần đây thì trong nước cũng đã bắt đầu sản xuất được cái giống chanh này rồi. Chính vì vậy thì cái giá thành của chúng cũng hạ đi rất là nhiều. Đấy, bạn thấy là rất là đặc biệt. Nó ăn thì nó không chua gắt như chanh ta đâu, nó có vị chua dịu được các nhé. Chúng ta có thể ăn cùng một số món như gỏi, sushi. Đấy, cây chanh ngón tay này thì cũng rất là dễ trồng thôi, nó đã thuần cái khí hậu của Việt Nam rồi, ba miền Việt Nam đều trồng được vậy đấy. Đấy, rất là đặc biệt, nó có nguồn gốc xuất xứ từ châu Úc. Đấy, ngoài cái quả chanh ra thì cái lá chanh ngón tay người ta cũng sử dụng để điều chế nước hoa, bởi vì nó có hương thơm cũng rất là đặc biệt. Cây rất là sai quả vậy đấy, làm cái dòng cây thân bụi, cây trưởng thành có thể đạt tới cái chiều cao lên tới khoảng tầm 1,5 m. Loại cây tiếp theo mà mình giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cây cherry Brazil. Giống cherry thì nó còn được mệnh danh là cây quả kim cương dành cho sức khỏe, bởi vô vàn cái công dụng tốt mà nó mang lại cho sức khỏe chúng ta gọi nhé. Là một dòng cây nhiệt đới nên là khi trồng ở Việt Nam thì cây nó sinh trưởng phát triển rất là tốt. Một năm cây có thể cho quả 2 vụ một năm, một vụ vào khoảng từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 âm lịch, một vụ nữa vào khoảng tầm tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm lịch các bạn nhé. Cái giống này thì cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi, khả năng chịu nắng chịu hạn rất là tốt, là một dòng cây thân bụi nên là cây trưởng thành của nó thì có thể đạt tới chiều cao lên tới khoảng tầm 3 đến 4 mét. Chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái chiều cao cũng như là cái bề rộng tán theo ý muốn sở thích của mình vậy nhé. Còn đây chính là cây lựu tím vậy nhé. Cây lựu tím là một cái giống cây nhiệt đới, hiện nay thì cũng đã được trồng rất là phổ biến ở các nước ví dụ như là Ấn Độ, Ai Cập hay là Peru. Trong những năm gần đây thì cây lựu tím này cũng đã được nhập khẩu về một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cây cũng sinh trưởng và phát triển rất là tốt trong điều kiện khí hậu của Việt Nam gọi nhé. Cái quả lựu tím ấy thì nó có cái màu đỏ đậm hơn, đây, cái vỏ bên ngoài của nó ấy có cái màu đỏ đậm hơn nhé, đỏ tím. Cái ruột bên trong cũng vậy, cái ruột bên trong của nó thì cũng có cái màu đỏ tím hơn nhé. Cả hai cái loại lựu này thì cũng rất là phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam, cái màu sắc khi chín rất là bắt mắt. Chính vì vậy thì chúng ta có thể lựa chọn vừa là cây ăn quả hay là cây cảnh để trang trí cho cái không gian khuôn viên của mình gọi nhé. Trong cái quả lựu ấy thì nó chứa cái hàm lượng vitamin và khoáng chất rất là tốt cho sức khỏe, giúp làm đẹp da, chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng cũng như là giúp ngăn ngừa cái bệnh viêm khớp. Vườn nhà mình thì chuyên cung cấp các dòng cây ăn quả, cây có hoa ngoại nhập. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này để đón xem những cái video mới nhất, những cái loại cây ăn quả mới nhất mà bên mình chuẩn bị nhập khẩu về để giới thiệu cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.